Thưa quý vị, thời gian qua tại Đà Nẵng, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã được triển khai nhanh chóng, kịp thời, bài bản đến tận cấp cơ sở. Phương châm được Thành ủy Đà Nẵng đặt ra đó là đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên đều được nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội, các nội dung trong chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, vận dụng phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị và điều kiện của mỗi cá nhân, tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các hội nghị tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng được các quận ủy, huyện ủy chủ yếu tổ chức bằng hình thức trực tuyến, chú trọng đẩy mạnh việc cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Bên cạnh đó, cung cấp tài liệu tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, kịp thời thông qua các ứng dụng công nghệ để các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, đảm bảo các nguồn tin chính thống. Các tổ chức cơ sở đảng đều xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 gắn với Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 và Đảng bộ quận lần thứ 6. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của đảng viên rất tin tưởng vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đại hội đề ra và mong muốn được tổ chức hiện thực trong đời sống của nhân dân. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng khuyến khích các cơ sở đảng chủ động triển khai trực tiếp cho đảng viên ngay tại cơ sở, mà báo cáo viên chính là bí thư đảng bộ, bí thư các tổ chức cơ sở đảng. Phát huy vai trò của truyền thông trong tuyên truyền, đưa các nội dung của nghị quyết đi vào đời sống. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã tập trung quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đến với đội ngũ phóng viên, biên tập và người lao động tại đơn vị. Qua nghiên cứu, đội ngũ những người làm báo tại đài cũng đã nắm được những cái nội dung cốt lõi và những cái điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cũng như những cái quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay. Thì trên cơ sở đó thì phát huy cao độ cái vai trò của báo chí, góp phần tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, cổ vũ toàn đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết. Bên cạnh đó, các hội thi tuyên truyền về nghị quyết, tìm hiểu nghị quyết được đẩy mạnh và tổ chức linh hoạt trong bối cảnh mới, thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận hưởng ứng tham gia. Giới thiệu và cung cấp những cái nội dung văn kiện của cái liên quan tới cuộc thi lần này để các đơn vị về triển khai trong đơn vị mình, và trong từng cái đơn vị như vậy, có thể là từng cái chi đoàn thanh niên của cấp xã hoặc là cấp thôn, cũng như là từng cái trường học trong ngành giáo dục, hướng tới là cái cuộc thi nó thật sự là nó có cái chất lượng lớn, và chất lượng nó thể hiện ở cái chỗ là phải đóng góp cho thành phố những cái hiến kế mới, những cái hay. Có thể nói, việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tại các địa phương, đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, từ đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy xây làm chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, sớm đưa nghị quyết vào đời sống.